đấy, như thế này đúng không, khi mà thay cái này đúng không, ấn thay này xuống thì thay này xuống không, đúng chưa, để kẹp thì vào đây. Nó giả sử đây là cái ngăn cửa, đây là ngân hàng, mình muốn đổi đúng ngân hàng thì sao, để ấn cùng ngân cửa được chưa, thay đổi ngân cửa. Ngược lại mình muốn thay đổi vị trí ngân cửa thì phải ấn từ cùng ngân hàng, thấy chưa, đó là cách khi mình làm đó, mình muốn rút ngân cửa rút ngân hàng. Đây khi mình lắp vào cũng đang này, đây khi mình nhảy xong rồi đúng không, lắp vào cũng đang này. Lắp vào cũng đang rồi đó, đó. Đây này, một là cái dây cung mình nặng đang chút xíu đó là cửa này. Đấy khi mình có tác dụng đẩy cái cửa ra, cửa hoặc ba này đúng không, được chưa, hạng ba là hạng trên là mình muốn để cái cửa ra này thì để này một chút xíu đúng không, đúng chưa, mọi người thấy là dây của mình đi ra ngoài một chút sau bắc này, khi mình ấn vào đây này thì có tác dụng đẩy cái cửa của mình ra, đồng thời đẩy cái hàng lên sau, đẩy cửa đầu trước hoặc là hàng đằng sau. Cái thứ hai đó là trong trường hợp bình thường này chưa làm đúng là ngồi ra cửa thì làm với dây trước và dây phía sau nó rất thẳng với nhau, nhưng khi mình muốn rút ra cửa thì chỉnh này muốn rút ra cửa ra đúng không. À, ok đúng không, chỉ phía sau tức là mình kẹp vào phần phía sau này, phần sau này rất là thẳng đúng không, thì có hai cách nha, cách thứ nhất thì bẻ góc ở đây, có cái mắt ở đây này thu góc nó nhỏ lại này. Đó, cách thứ hai là mở cái động này ra, mình làm bình thường hay làm cái cách thứ hai này thôi, thấy tổn thương cái lợi của mình này, đây mọi người nhìn thấy không, đây của mình này phần tạo thẳng này phía trước nha, thấy nó lên cao đó, đây là khi mình muốn cách đúng nó cửa đó. Hoặc là cách thứ hai là mình cũng kẹp vào vị trí đó. Đây như khi mình ấn cái này xuống này thì mọi người không thấy sự thay đổi của mình trước, tuy nhiên là dây mình vẫn song song với nhau này. Đây cách thứ hai này, đó để hai dây song song với nhau này. Khi mình nhìn vào mắt của mình đúng không, mình nhìn này hai dây nó thẳng với nhau, cái sau này nó chồng nhau này. Đó bây giờ đi vào ra này, đi lần lượt từ bên nhé. Phương án thứ nhất, cách thứ nhất này, mình mở cái này ra này để luồn vào cái này. Đấy, dây của mình đi về hướng cách thì đỉnh nào, đúng không, dây mình đi về hướng cách thì đỉnh nhau, các căng ở khi kéo như này thì bật nó sẽ bật trở lại làm đúng các mặt của mình. Trường thứ nhất này để mở ra, trường thứ hai là góc này thu lại nhỏ lại thế đó, mình lắp từ bên một thì nó dễ hình dung. Đây khi mình lắp vào này đúng không, cái dây của mình đi về hướng cách thì đỉnh rồi, đây là cách để mình có thể kích hoạt làm đúng các cửa. Ngược lại đúng ngân hàng thì sao? Có người bảo thế, cái này có làm đúng ngân hàng không? Nếu mình đi vào đăng cửa có nguy cơ đúng ngân hàng không? Đúng được không? Đấy, thử đến này mà. Đây, lắp vào đăng cửa này. Lắp vào đăng cửa này sao? Đăng hàng sao ạ? Xoay. Xoay là chính đúng không? Xoay này, người thấy không? Nó không rồi không? Cửa này đúng không? Cái vị trí dây cung vẫn đi vào đây đúng không? Vị trí đầu thì cũng vẫn ở đây đúng không? Thì không rồi, nhưng nó xoay. Nhưng khi xoay này có thể tồi về cái gần cái chín này, nhưng chủ yếu là xoay theo lực xoay, xoay thì chân đang nó di chuyển nó thì có thể làm tồi cũng cái gần này, nhưng thực tế là nó xoay, thấy chưa, khi bẻ phía sau thì chỉ là xoay ra làm thôi và lún nó cửa đó, còn nếu mình bẻ trước thì sao, lún nó hàng xoay ra cửa đó, nó chỉ tỏ thì tỏ theo ra cửa, thì tương tự như vậy. Và đây là cách thì mình điều chỉnh đến cái khung thể đích này nhé, thấy chưa, có hai cách, như đây là vùng lăng hàng này, vùng lăng hàng này có hai góc vuông. Đi vào bên là 6 nhé, thì là có hai cách để mình có thể điều chỉnh được. Cách thứ nhất là mình bẻ thu nhỏ phần phía sau này là thu nhỏ phần phía sau này là góc này góc số 1 này, tức là mình bẻ thu nhỏ các bạn góc này bình thường mình bẻ thích nhiều đúng không, bây giờ mình bẻ nhỏ lại có góc 45 được hả, thì phần dây này vuông vuông này không, thì đúng là nó đưa cái ngăn cửa của mình nó đúng lên không ạ, đây là 6 nhỉ đúng không, thì ngăn cửa của mình ở đây nó đúng lên đây. Đó, cái thứ nhất là thu nhỏ này lại. Tuy nhiên khi mình thu nhỏ này, phần này hay tiêu rồi. Đó, thường mình cũng làm cách này. Cách thứ hai là mình mở rộng cái góc phía trước này ra. Cái góc thứ hai này. Mở rộng góc này ra thì thường góc này 90 độ đúng không? Dây nó đang làm này. Đúng chưa? Bây giờ mình mở rộng góc này ra. Đó, thì cái đang một chút của mình nó lún lên mà. Đây là hai cách nha, thường là người ta hay làm cái lún nó cửa. Người làm lún nó hàng thì lại kẹp lên phía trước mẻ phần sau này, cho nó thay đổi lên đây đúng không, đúng ngân hàng không, đổi ngân hàng là cách dùng các đặt cửa để chỉnh ngân hàng, dùng ngân hàng để chỉnh cửa, thấy không, khá dễ đó.
Đây, thứ nhất là phải công ty X. Thứ hai, từ công ty X đó mình sẽ bẻ khung và chỉnh hàng bài của nhân, chỉnh hàng bài của nhân thế này. Đó là công ty X của mình mà. Nhưng thêm cái móc này ở đây để mình có tool. Với hàng tên thì là móc phía sau để kéo từ sau đằng trước, để kéo được hàng tên đằng trước. Còn với hàng dưới thì mình để móc phía trước để kéo được hàng dưới lùi sau. Đó thì chúng ta có cùng làm bệnh nhân thế này. Bản chất đó là công ty X biến đổi một xíu. Nếu mình không bẻ, mình lùi bẻ này thì có hút kéo được không? Được không ạ? Hút kéo được không? Không nhất thiết là bẻ đúng không? Tuy nhiên khi mình bẻ này thì sau mình đánh đúng năm cửa kia hơn. Bởi mình kéo như vậy, nguy cơ là các năm cửa dưới bị tồi mà. Thì đây là sau mình bẻ tít bách hàng dưới. Hàng tên cần bẻ tít bách không? Hàng tên cần là đúng năm cửa không? Hàng tên cần đúng năm cửa không? Thường là không cần, bởi vì như vậy các bạn bái thường là thiếu độ của năm cửa tên. Do đó nó hay thì khi mình bẻ góc tít bách là đúng năm cửa kia. Bởi vì đây hàng tên ở dưới gắn cửa nhau này đúng không? Mình phải đánh đúng này. Thì thường người kia đánh đúng năm cửa dưới. Đó, lý do như vậy. Còn nếu bệnh nhân là cửa cười cười phát thấy hồi nó nhiều thì vẫn có thể đánh đúng năm cửa tên đấy. Đó. Thứ nhất là mình bẻ này trước, phải cái quản tên này. Thì bẻ tương tự vậy, giống như hệ công tên ít. Nhưng giữa vị trí 5-4-5 này bẻ một góc, một cái móc lên này. Còn hàng dưới thì bẻ thêm một góc phía trước này. Đó, giống như lúc như cái tay đấy, bẻ một nửa thôi. Ngay từ cái bệnh nhân nhỏ nhỏ rất là nhanh, giáo hàng vài tuần là thấy nó thay đổi rồi, một hai tuần là thấy nó thay đổi rồi. Thì đầu tiên này, với hàng kia đánh dấu vị trí phía sau đằng hai bên thôi. Thì bước đầu tiên phải cho chút cái đích này. Đây là dấu này, giữa cái đằng hai và phía sau cái đằng hai bên là được không? Đó, hàng kia là dưới mình để đánh dấu vị trí đó. Thì bẻ. Dưới là cái đằng hàng 3 ấy. Đó, khoảng cái đằng hàng 3. Để mình đi vào 4 lần cửa mà. Đúng không? Thì cái này của mình này. Đi vào 4 lần cửa, phần trước đi vào 4 lần cửa. Được chưa? Bẻ góc vuông lên. Bẻ góc vuông lên đúng không? Chỉ như lúc nãy thôi, bẻ góc vuông lên này. Nhưng để ý là bẻ góc vuông này, một là thẳng này, nó hơi ra bên ngoài một chút này. Không bị kỳ là bệnh nhân. Thứ hai góc là mình nhìn này, tương đối vuông là được này. Tương đối vuông thôi. Sau khi mình nhìn thẳng ở đây này, hai bên này tương đối gặp nhau thì góc cũng vuông. Đó. Tiếp theo cách nó khoảng tầm 4-5 mm này, 4-5 mm thôi. Từ để dài quá mình có nói nó bị hướng ngách thì mình cũng cảm nhận cái thể con này. Nó rất hay bị hướng. Tương tự con quý và này thì có vẻ như người lớn sau mà bệnh nhân mình vướng không đeo được. Đó, sao mình bẻ góc vuông ra. Để ý là cái dây của mình nó không bị xoắn nhiều nha. Nếu mà dây của mọi người bị xoắn nhiều này, cái phần này nó không, nhìn thấy không sao sao đâu. Nó tương đối là được không? Tương đối sao sao này. Thì dây của mình nó không bị xoắn nhiều. Xoắn nhiều chắc chắn là không sao sao được rồi. Bẻ trên bên cột, bẻ bên này xong bẻ bên kia. Kiểm tra cái cặp xong rồi
trước
thế phía giữa giữa phía sau của cái hàng hàng phê đấy, thường hàng ba này, đây mình có thể đánh đâu, đây ví dụ đấy là hàng nhỏ có thể đánh đâu vị trí hàng bốn này, hàng bốn này, hoặc là giữa hàng bốn rồi, này lượng nó nhẹ hơn một xíu, nếu bây giờ nhỏ nhỏ để mình sẽ chút để tập là tập giữa cái sân bốn. Thì nó bằng tổng là 54 này, 54 này. Cái nó khu lên nhé, nó tạo thành bậc lưỡi lê nhé. Nó đi xa khỏi cái dây của mình này. Mình thấy không ạ? Đây dây của mình bắt đầu hướng phía dưới này, đây phía dưới phía cắn này. Thì bây giờ mình phải vẻ về phía khác tình tình. Nó thành những bậc phóng bậc thang đó. Đó, giống như bậc thang này. Nó phải đọc chiếc liêu như vậy. Vẻ lưỡi thành hình bậc thang này. Số bậc lưỡi là giữa 54 hoặc giữa 54 hoặc giữa 54 trước chiếu khoảng tầm giữa bốn đấy, để nó khoảng tầm là phía trước là ba, sau là năm, thì khoảng tầm giữa bốn tùy cái vị trí của mình. Để nó vuông lên là giống hình bậc thang này, xong chưa? Rồi bước tiếp theo kẹp một số một một tí thôi, kẹp cách đó khoảng tầm 20 mét này, để này hở một tí là một chút xíu này, tiếp kẹp này, đó bẻ vào cái quay trở lại phần lòng lá này vào góc vuông như quẻ này, và phần tròn hướng bên ngoài. Phần tròn hướng bên ngoài này, lòng má vào cái góc vuông hình của bè này, được chưa? Kẹp cái đúng phía nhá, nhìn từ phía mắt của mình này. Đấy, phần lòng má vào cái phía góc vuông này, phần tròn ở bên ngoài này. Quay 180 độ này. Xoay dưới này để tạo được cái móc, móc này vào tí móc tuôn. Đấy, quay ngược lại 180 độ này, đó. Tạo được cái móc này, móc nhỏ nhỏ này.